Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh YouTube của Lạc Việt Audio. Thì quý vị có thể thấy hiện tại là chất lượng video nó không được nét cho lắm bởi vì em không dùng máy quay, không dùng điện thoại mà sử dụng đó là một cái camera hội thảo có mức giá khá là rẻ, chỉ có vài triệu thôi. Tại sao lại như vậy? Thì đơn giản bởi vì cái hệ thống này có thể sử dụng để họp trực tuyến luôn được và cái chi phí bỏ ra nó rất là rẻ. Vậy làm thế nào để có thể biến được một hệ thống âm thanh phòng họp đơn giản như này, rất phổ biến ở Việt Nam, trở thành một hệ thống phòng họp trực tuyến, hội nghị trực tuyến, có thể họp với các phần mềm như là Zoom hay là Zalo hay là Ziti, vân vân. Thì trong video hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác cách có thể làm điều đó. Thì để biến một hệ thống âm thanh phòng họp bình thường thành một hệ thống hội nghị trực tuyến thì chúng ta sẽ cần các thiết bị như sau. Đầu tiên rất là rẻ, đó là hai sợi dây em dây chuyển từ là dạng AV dạng bung sen sang là 3.5. cái dây này thì sẽ sử dụng cho máy tính để bàn, còn đối với cái dòng laptop đời mới mà nó chỉ có một cổng thôi thì chúng ta phải dùng cái dây chuyển hoặc là hàn cái dây chuyển sang cái loại TRS mà loại 3.5 có 4 chân thì em sẽ đề cập ở phần khác của video. Và cái phần thứ hai cũng quan trọng không kém, nếu chúng ta họp trực tuyến tuy nhiên là chúng ta sẽ cần một cái camera. Đây là một camera khá rẻ của Logitech, chỉ hỗ trợ cái hội nghị trực tuyến mà bên em sử dụng để họp rất nhiều với các cái đối tác của Trung Quốc, đối tác Đài Loan hay là các cái đối tác của châu Âu. Nó chỉ có mức giá là 3 triệu thôi, khá là rẻ so với cái mức giá nó là các cái camera hội nghị tới mười mấy 20 triệu cũng của Logitech hay là của Polycom. Nếu một trong bộ sản phẩm mà hội nghị trực tuyến của Polycom hoàn chỉnh ấy, thì nó sẽ là vài chục cho đến là hơn 100 triệu đồng. Nếu để nâng cấp lên một bộ Polycom thì chúng ta sẽ phải bỏ ra mức chi phí khá nhiều và các cái thiết bị cũ chúng ta sẽ bỏ đi bởi vì nó không tương thích. Còn các giải pháp ở đây thì nó chỉ tốn là vài triệu bạc thôi. Và ngay sau đây em sẽ hướng dẫn các bác là cách đấu nối các cái thiết bị này vào máy tính cũng như hệ thống âm thanh để làm sao cho nó biến thành một cái hệ thống hội nghị trực tuyến. Và bây giờ là nhờ bạn kỹ thuật kết nối. Ở đây nó có phần output rack và phần input 1-2. Thì em sẽ lấy output ở đây để cắm vào in của máy tính, nó cắm vào đường mic đấy. Và đường in ở đây em sẽ cắm ra đường out ở trên máy tính, tức là đường loa đó. Đây. Đây nha, output nha, đây trên máy tính đây. Đây các bác có thể thấy là đường mic ở đây, em sẽ phải sáng lên tẹo. Đây các bác thấy ở cổng màu đỏ đỏ hồng hồng đấy, đây là có biểu tượng cái mic đấy, thì ra cắm vào đấy. Còn input ở đây, đó, input thì chúng ta sẽ cắm vào đường loa out ra ngoài. Thì sau khi đã cắm xong đường dây thì em sẽ tiến hành điều chỉnh ở trên các thiết bị xử lý. Để nhá, các bạn lưu ý nhá là cái đường input của máy tính ý, nó yêu cầu cái gain nó rất là nhỏ nên các bạn sẽ điều chỉnh cái mức âm lượng của cái mic này, của cái mic tổng ở đây và cái đường ở trên vang số đây là điều chỉnh cái mic nó vừa phải. Đây em để 30 nha. Đây cái âm lượng em cũng để là góc này là góc 10 giờ. Đó. Thì sau đó là chúng ta sẽ test thử ở trên máy tính để xem nó âm lượng nó vừa phải chưa. Nếu không thì cái bên đối tác mà chúng ta thực hiện cuối cuộc họp trực tuyến ấy, hay gọi điện trực tuyến ấy, nó sẽ bị rè tiếng hay là bị quá tiếng, chói tiếng rất là cao. Rồi, em đã giảm hết vang. Và các bác để ý ở đây, ở trên phần mềm ghi màn hình ấy, em sử dụng phần mềm OBS
là nó đang đo cái vạch của cái mic này. Các bác nhớ lưu ý nhá là mình nên cắm ở cổng mic và cổng âm thanh ở đằng sau máy tính, nếu máy cây, còn trên laptop chỉ có một hai cổng thôi. Đối với cái máy tính thông thường ấy thì các bác nên cắm đằng sau rồi nó sẽ nhận luôn, còn bây giờ hiện tại các máy tính mà cắm đằng trước ấy thì đôi khi nó sẽ không nhận lắm và chúng ta sẽ phải vào cài đặt. Các bác tìm Realtek. Đấy, Realtek HD Audio Manager. Đấy, và có chỗ đây này, mặt sau back panel đây và front panel là mặt trước. Chúng ta bấm vào cài đặt và chúng ta ấn, nói chung ấn tích hết, xong ấn OK là nó sẽ nhận hết tất cả cái âm thanh ở cổng trước. Đấy là một cái mẹo mà em xử lý âm thanh của cái máy cây nhá, ở mặt trước mà nó không nhận tai nghe, nhận loa hay là nhận mic đó. Sau đó thì các bác vào để điều chỉnh thôi. Bây giờ nhá, cái mic của em là nó đang rất là ổn nhá, nhưng mà nếu nó quá gain ấy, quá gain nó như này này, là nó chạm vạch đỏ này, thì các bác phải điều chỉnh để giảm âm lượng. Không chỉ giảm âm lượng nói nhá, mà nếu giọng to quá, giọng của mình to quá ấy, thì các bác phải điều chỉnh âm lượng ở trên cái con vang số, giảm trên con vang số ấy, hoặc là giảm ở trên con âm ly ấy, để nó xuống ở mức này, mức vàng này, xanh, từ xanh đến vàng này là hợp lý, không được nhỏ quá, không được to quá. Thế này thì các bên đối tác nó nghe không bị rè và nghe nó đủ sử dụng. Là bây giờ là chúng ta sẽ sử dụng được ngay vào các cái họp trực tuyến rồi. Bây giờ em sẽ test thử. Đây là phần mềm JC Meet mà bên đối tác của em hay sử dụng. Đó, chúng ta sẽ nhập nộp phòng, cái này không cần đăng ký nhá. Là Việt. Nó yêu cầu cái link mà nó phức tạp hơn. Cái tên Lạc Việt đơn giản quá. Đấy, chúng ta cho phép sử dụng micro và máy ảnh. Đấy, bây giờ em đây là cái các bác có thể thấy đây là một cái gọi là đường link để họp Lạc Việt này, và chúng ta sẽ gõ thêm tên vào đây. Đấy, tiếng Anh thôi. Đây đường mic nhá, chúng ta sẽ chọn nhá. Bởi vì nhá, em lắp một cái webcam mà các bác có thể thấy webcam của em ở đây. Nếu mic mặc định ấy, mặc định đây là microphone này. Ở đây là cái C922, đây là cái webcam của em nhá. Còn đây là cái mặc định, hoặc là cái đây là cái mic mà chúng ta cắm vào, cái số Realtek đấy. Đấy, loa cũng thế, loa cũng có Realtek thì chúng ta cũng chọn cái này. Đấy, còn webcam đây. Đấy, em có cái webcam này thì em cắm vào nó tự nhận. Hầu hết các webcam bây giờ nó cắm qua USB nó nhận hết. Đấy, và nó sẽ gọi được. Và chúng ta vào cuộc họp thôi. À, các bác có thể thấy rồi. Vậy là như thế này là chúng ta có thể họp trực tuyến nhá, và không chỉ họp được một mic nhá mà họp được rất nhiều mic. Bây giờ em sẽ quay ra cho các bác thấy là nó họp nhiều mic như thế nào. Đây là mic đại biểu. Đây mic đại biểu nhá, em nói các bác có nghe thấy không? Các bác có nghe thấy hoàn toàn cái âm thanh nó hoàn toàn khác biệt so với các dòng cái mic, cái tiếng thu được điện thoại hay từ thu từ máy quay. Để em tắt đi. Đấy, khi em tắt đèn màu xanh đi thì tiếng nó không nói nữa và hoàn toàn cuộc họp có thể diễn ra. Và đây là mic chủ tọa. Đó. Và các bác có thể để ý rằng là đây em sẽ đặt mấy cái mic lên. Các bác có thể để ý là đèn cái mic khi đèn nó sáng ấy, thì sẽ màu xanh. Và cái mic chủ tọa này có cái nút ở đây là nó sẽ tắt tất cả các mic còn lại. Đấy, các bác thấy là đèn nó tắt rồi đấy. Và chỉ có mic chủ tọa này nói được thôi. Đấy. Và như vậy là cái hệ thống này hoàn toàn có thể là nói chuyện hoặc là giao tiếp với các cái đối tác ở xa hay là ở các cái chi nhánh công ty ở các miền. Thậm chí là bên em cũng sử dụng hệ thống này để làm việc với các đối tác quốc tế, các nhà phân phối sản phẩm nước ngoài. Rồi em đã hướng dẫn các bác là cách để biến một hệ thống âm thanh hội nghị đã cũ hoặc là không có tính năng họp trực tuyến trở thành một thiết bị họp trực tuyến kiểu ấy.
một hai sợi dây kết nối này, một cái camera và một cái máy tính là chúng ta có thể biến được một hệ thống phòng họp bình thường thành một cái hội nghị phòng họp, hội nghị trực tuyến. Thì hoặc cái chia sẻ nhỏ này có thể giúp ích được cho các bác ở trong cái công ty hoặc cái đoàn thể mà không có quá nhiều chi phí để nâng cấp hệ thống họp trực tuyến. Và nếu các bác thấy video này hữu ích thì hãy cho em một like và bấm chia sẻ video. Nếu quan tâm đến các cái hệ thống này hay có cần điều gì cần thắc mắc thì có thể để lại bình luận ở phía dưới comment, hoặc có thể liên hệ trực tiếp với Lạc Việt qua các số hotline. Video đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.